Xin chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau vào lúc 17:30 để đến với chuyên mục bản tin trên kênh huấn luyện viên Anh Quân News. Một đêm sôi động cùng UEFA Champions League đã đem đến cho chúng ta những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Hãy cùng tôi điểm qua về những phát biểu hay cảm xúc của các đội bóng sau loạt trận, cùng với đó là thông tin chuyển nhượng, tin tức bóng đá nóng hổi nhất. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Joshua Kimmich dương tính với Covid-19. Chelsea đón tin dữ từ trụ cột. Barcelona sắp chói trận thành công sao trẻ. Mauricio Pochettino khẳng định vẫn hoàn toàn tập trung với Paris Saint-Germain. Inter Milan lên kế hoạch giữ chân các trụ cột. Bayern Munich đã chính thức xác nhận rằng tiền vệ Joshua Kimmich đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và sẽ phải tự cách ly tại nhà trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc khung sám xứ Bavaria sẽ không thể có sự phục vụ của tiền vệ mang áo số 6 trong một vài trận đấu trước mắt. Ngoài Kimmich, một cầu thủ khác trong đội hình của Bayern là Erik-Maxim Choupo-Moting cũng đã dương tính với Covid-19. Đây là lý do mà cả hai đã vắng mặt trong chiến thắng 2-1 của những nhà đương kim vô địch Bundesliga trước đối thủ Dynamo Kiev vào ngày hôm qua. Đây là một thông tin không vui với Bayern Munich bởi đội hình của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão chấn thương trong thời gian gần đây. Trong trận đấu mới nhất, Bayern Munich chỉ có thể đăng ký vỏn vẹn 17 cầu thủ. Các cộng viên của Chelsea cũng đã đón tin dữ về một trong những trụ cột ở hàng phòng thủ của họ là hậu vệ Ben Chilwell đã gặp phải chấn thương rất nặng trong trận thắng 4-0 trước Juventus ngày hôm qua. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy nhiều khả năng Chilwell đã bị tổn thương ở dây chằng chéo trước. Đây là một loại chấn thương khá nghiêm trọng và từng khiến cho Virgil van Dijk phải nghỉ thi đấu hết mùa ở mùa giải trước. Với trường hợp của Ben Chilwell, các bác sĩ ở Chelsea cũng nghi ngại rằng chấn thương này có thể lấy đi cả mùa giải của hậu vệ này. Anh sẽ phải nghỉ đến ít nhất là hết năm nay và sau đó Chelsea sẽ đưa ra quyết định liệu có tiếp tục sử dụng anh vào năm sau hay không. Những cuộc đàm phán ra hợp đồng giữa Barcelona và tiền vệ trẻ Gavi đang tiến triển rất tốt và bước vào những giai đoạn cuối cùng. Barcelona rất muốn giữ ngôi sao mới của họ ở lại đội bóng lâu dài và cả Gavi cũng mong muốn được tiếp tục gắn bó với Blaugrana. Đó là lý do khiến cho những cuộc đàm phán giữa hai bên không gặp quá nhiều khó khăn. Một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm đã được đặt sẵn trên bàn và chỉ còn chờ Gavi đặt bút ký. Mức lương của cầu thủ 17 tuổi cũng sẽ được tăng lên nếu anh ở lại sân Camp Nou. Gavi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất xuất thân từ học viện La Masia và đã chiếm được một suất trong đội hình của Barcelona ở mùa giải năm nay. Cậu được liệt vào danh sách không thể động đến tại Barca và là một trong những người được ưu tiên gia hạn hợp đồng, bên cạnh một số ngôi sao trẻ khác như Pedri và Ansu Fati. Mặc dù phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Man City vào rạng sáng nay, trong bối cảnh mà những tin đồn liên quan đến Man United xuất hiện dày đặc, huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Paris Saint-Germain khẳng định ông vẫn đang hoàn toàn tập trung vào công việc hiện tại của mình và trận thua này không phải đến từ những yếu tố ngoài chuyên môn. Phát biểu trong cuộc họp sau trận, nhà cầm quân người Argentina chia sẻ, các cầu thủ đã nghe về những tin đồn nhưng họ vẫn hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Họ hiểu rõ tình cảnh hiện tại của tôi cũng như của đội bóng. Chúng ta đang sống trong thời đại mà những tin đồn lúc nào cũng xuất hiện nhàn nhạt. Mặc dù thua, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp 2. Khi nhìn vào bảng đấu của chúng tôi, việc có thể đi tiếp là một thành công. Inter Milan đang gấp rút tiến hành đàm phán hợp đồng mới dành cho một trong những trụ cột quan trọng nhất trong đội hình của họ, đó là tiền vệ Marcelo Brozovic. Cầu thủ người Croatia sẽ hết hạn hợp đồng với Inter khi mùa giải năm nay khép lại. Đó là lý do khiến cho những nhà đương kim vô địch Serie A đang lo sốt vó. Đội chủ sân Giuseppe Meazza hy vọng có thể đạt được thỏa thuận gia hạn với Brozovic trước thời điểm Giáng sinh để đề phòng việc mất trắng anh vào mùa hè. Mặc dù thời gian là khá gấp rút, thế nhưng Inter vẫn đang tỏ ra rất lạc quan trong việc có thể giữ chân thành công tiền vệ 29 tuổi. Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của đội bóng này thậm chí còn lên tiếng phát biểu: "Tôi rất tự tin rằng Brozovic sẽ ký vào bản hợp đồng mới." Đây là dấu hiệu cho thấy những cuộc đàm phán giữa hai bên đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Trong trận đấu giữa AC Milan và Atletico Madrid vào rạng sáng nay, đại diện đến từ Serie A đã được giải cứu bằng bàn thắng muộn màng ở phút 87, qua đó giành lấy 3 điểm rất quan trọng để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại bảng đấu của mình. Người hùng của Milan ở trận đấu này là một cầu thủ với cái tên rất lạ, Junior Messias. Nhưng điều kỳ lạ hơn chính là câu chuyện sự nghiệp của cầu thủ này. Sau khi trận đấu khép lại, người ta đã chia sẻ rất nhiều với câu chuyện cổ tích ngoài đời thực của Messias viết nên. Ở tuổi 25, anh này vẫn còn làm cầu thủ không chuyên và đá bóng chỉ là nghề tay trái của anh, bên cạnh công việc là nhân viên giao hàng. Đến tuổi 28, Messias vẫn còn chơi tại Serie B và anh mới chỉ được hít thở không khí của Serie A ở tuổi 29. Vào ngày hôm nay, tiền đạo người Brazil đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League vào năm đã 30 tuổi. Nếu như cần một ví dụ về nghị lực và sự vươn lên trong bóng đá, thì Junior Messias chính là một tấm gương như vậy. Danh sách các huấn luyện viên từ chối dẫn dắt Man United đã lại tiếp tục nối dài khi mới đây nhất,
huấn luyện viên Roberto Mancini đã lắc đầu với những lời chào mời từ đội chủ sân Old Trafford. Thành phố Manchester cũng chẳng phải là nơi xa lạ gì với Mancini bởi ông từng có quãng thời gian khá thành công khi dẫn dắt Man City và giúp đội bóng này lên ngôi vô địch Premier League vào năm 2012. Đây cũng là một trong những lý do để Man United nhắm tới nhà cầm quân 56 tuổi này cho vị trí huấn luyện viên trưởng đang bỏ trống. Thế nhưng Mancini đã từ chối lời đề nghị này bởi lúc này ông chỉ nghĩ đến việc đưa đội tuyển Italia tới World Cup 2022. Đội bóng áo thiên thanh đã bỏ lỡ tấm vé trực tiếp tới Qatar vào năm sau và sẽ phải đối mặt với một loạt trận playoff đầy thử thách vào tháng 3 tới. Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đồng thời cũng là ứng viên cho chức vô địch Man City đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về tham vọng lên ngôi tại Champions League của Paris Saint-Germain. Trong đó, huấn luyện viên Mauricio Pochettino cũng đã phải nhận không ít những lời chỉ trích trong cách dùng người và chỉ đạo chiến thuật của ông. Phát biểu trong một chương trình bình luận, huyền thoại của Liverpool là Jamie Carragher đã thẳng thắn nói lời cay đắng với Pochettino. Nếu tôi mà là Pochettino thì tôi sẽ rời khỏi đội bóng đó ngay bởi bạn không thể chơi với cả ba ngôi sao Messi, Neymar và Mbappe trong đội hình. Huyền thoại của Arsenal là Thierry Henry cũng đồng tình với ý kiến của Carragher. Nếu bạn muốn vô địch Champions League, bạn không thể phòng ngự với chỉ 7 người trên sân. Dù những cầu thủ đó có giỏi đến đâu thì đó cũng là điều bất khả thi. Pochettino đang không được là chính mình tại Paris Saint-Germain. Trận đấu giữa Ajax Amsterdam và Besiktas vào rạng sáng nay cũng là lần đầu tiên mà thủ môn Andre Onana của Ajax trở lại sân cỏ kể từ sau quãng thời gian dài bị cấm thi đấu do bê bối sử dụng chất cấm vào năm ngoái. Từng là sự lựa chọn số 1 trong khung thành của Ajax, thế nhưng trong quãng thời gian ngồi ngoài quá lâu đã khiến anh đánh mất vị trí bắt chính vào tay những người đồng nghiệp khác. Đó là lý do khiến cho thủ môn người Cameroon quyết định không gia hạn hợp đồng với đội bóng của Hà Lan và sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa. Phát biểu sau chiến thắng trước Besiktas, Onana chia sẻ: "Khi bạn mở ra một cánh cửa sẽ đến một thời điểm mà bạn phải đóng nó lại. Tôi cảm thấy đã đến lúc để mình ra đi. Tôi đã cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng và tôi cảm thấy tự hào về điều đó." Câu chuyện giữa Man United và Mauricio Pochettino vẫn đang là một chủ đề rất nóng hổi trên các mặt báo. Mặc dù vị chiến lược gia người Argentina đã khẳng định rằng ông vẫn đang hạnh phúc tại Paris Saint-Germain. Mới đây, tờ AS của Tây Ban Nha đã tiết lộ thông tin rằng Zinedine Zidane chính là vật cản đã ngăn Man United và Pochettino không thể đến được với nhau, bởi Paris Saint-Germain sẽ chỉ để cho huấn luyện viên hiện tại của mình ra đi nếu họ tìm được một sự thay thế xứng đáng. Và cái tên mà đội bóng nhà giàu nước Pháp vẫn luôn thèm muốn chính là Zidane. Thế nhưng viễn cảnh đó đã chẳng thể xảy ra bởi đội chủ sân công viên Các Hoàng Tử đã không thể thuyết phục thành công Zidane ngồi vào chiếc ghế nóng do nhà cầm quân người Pháp không thích việc nhậm chức vào thời điểm giữa mùa giải. Không có người đến thì cũng chẳng có người đi, vậy nên Pochettino sẽ phải tiếp tục hài lòng với công việc hiện tại của mình. Hình ảnh Lionel Messi và Sergio Ramos khoác vai nhau vui vẻ có lẽ là một trong những điều kỳ lạ nhất mà bóng đá có thể mang lại. Từ vị trí thủ lĩnh của hai thế lực đối địch tại Tây Ban Nha, giờ đây Messi và Ramos lại là những người đồng đội kề vai sát cánh trong màu áo của Paris Saint-Germain. Khi được hỏi về tình bạn kỳ lạ này, Messi trả lời: "Lúc đầu khá là ngại ngùng bởi chúng tôi đã là đối thủ của nhau trong suốt nhiều năm qua. Tôi và anh ấy là đội trưởng của Barcelona và Real Madrid. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều trận El Clasico cũng như rất nhiều lần va chạm trên sân. Nhưng sau tất cả thì chúng tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng rất lớn dành cho nhau, dù có là đối thủ hay đồng đội đi chăng nữa." Trận hòa không bàn thắng trước Benfica đã đẩy Barcelona vào thế khó trong cuộc cạnh tranh cho một tấm vé đi tiếp tại Champions League. Ở lượt trận cuối, họ sẽ phải chạm trán đối thủ rất mạnh là Bayern Munich, trong khi đó Benfica chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất bảng là Dynamo Kiev. Trong tình hình khó khăn đó, huấn luyện viên Xavi đã lên dây cót tinh thần cho các học trò của mình từ rất sớm. Trong buổi tập vào ngày hôm qua, câu đầu tiên mà Xavi nói khi bước vào phòng thay đồ đó là: "Có ai ở đây nghĩ rằng chúng ta không thể đến Munich và giành chiến thắng không?" Sau đó vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp lời: "Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Đừng lo vì bóng đá luôn đem đến cho chúng ta những cơ hội. Các cậu đã cống hiến tất cả những gì có thể trên sân và điều đó khiến cho tất cả cảm thấy tự hào. Hãy nhớ rằng khi chúng ta chơi bóng với cường độ này, chúng ta có thể đối đầu với bất kỳ đối thủ nào." Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin tối trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có buổi tối hạnh phúc bên gia đình.